Hello cả nhà, đây là Việt Nam, Việt Nam ấy. Cái này kêu bản gì? Đường Việt, Huế tỉnh, đường Huế tỉnh nha cả nhà. Đây là Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nha, đường Huế tỉnh. Đây là chợ nè, đó bên tay trái bán đồ, bên tay phải làm dép nè, đó. Rồi bây giờ cùng quay cho cả nhà coi, đây có bán đồ bánh chiên, đồ bánh chiên, đây là bánh chiên đây nè, đó. Tên gì anh Lan? Anh Lâm. Đó. Anh Lâm là anh chủ hả? À cười một cái anh Lâm nè cả nhà, đây là anh Lâm làm chủ nè, đó trẻ chưa, đó chủ đó. Rồi ai mà tới đây ủng hộ ảnh nè. Anh làm nhiều lắm món à. Đây với cái đây gì kêu gì? Cháo quẩy nha. Cháo quẩy. Và cái này nữa, bằng tay hả? Bằng tay cháo quẩy nè cả nhà. Đó, ảnh tự chế nè. Bằng tay cháo quẩy nè. Còn này cái bông nè. Cái này không biết gì luôn, bánh mì luôn nè. Đùi gà. Đó, đùi gà cháo quẩy nha. Đó, ảnh làm nha, ảnh tự làm á. Tuổi trẻ tài năng nè. Cắt ở bồn nữa nè cả nhà. Ở bên đó có mấy cục đó gì nữa? Cái này bột. Dạ. Bột với bột chiên hả? Dạ đúng rồi. Ok. Đó, anh lăn anh bỏ vô chiên nè cả nhà. Bánh bò cả nhà, bánh bò trắng nè. Bỏ vô bánh tiêu nha, bánh bò trắng bỏ vô bánh tiêu ăn với bánh tiêu nha. Đó. À con mới mua nè, con cho cả nhà coi nè. Thấy chưa? Ngon không? Đó, thơm lắm cả nhà ơi. À, có bánh bò trong đó nha. Rồi con mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn nha. Con mời cả nhà ăn nha, đây là bánh tiêu ha, cắt da làm đôi, bỏ bánh bỏ trong đó nha. Cái bánh này hồi đó con nhỏ ăn hai mươi bảy năm rồi đó, mới về Việt Nam ăn lại nè. Và con review nha, con nó giống cái vị không nha. Con mời cả nhà ăn nè. Ngon cả nhà. Được á, không được á cả nhà. Bánh bò trong, ở ngoài bánh tiêu, thơm giòn, được anh cả nhà. Ở đây là 12.000 nha, giá cũng phải chăng nha, không có mắc đâu nha. Đó. Rồi mua nữa cả nhà ơi, mua nè, Việt Nam đang mua cả nhà ơi. Đang mua ăn bánh bò, bánh tiêu nè cả nhà. Ôi mua lớn lắm cả nhà ơi. Oh my god. Rồi mua lớn quá cả nhà ơi, biết sao đây nè. Em
Em nhớ mấy bánh tiêu hồi đó em ăn với cái gì ice cream gì đâu này gì đó kem á, có kem vô ăn không? Có không? Hết rồi hả? Cái đó không có, ở đây ồ hết rồi, hết làm hả? Ồ nhớ đó ở trong xóm á ông có đẩy với xe bỏ mấy kem vô ăn nữa, cà lem á, cà lem bỏ một cục cà lem vô ăn. Ồ đấy, cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Đó, tự làm đó à, chào mưa cả nhà ơi. Rồi. Đứng coi mưa cả nhà. Mưa lớn lắm cả nhà ơi, mưa lớn lắm cả nhà ơi. Rồi thôi nha, con bye bye với cả nhà nha, con quay tới vậy thôi nha. Hết bánh, ăn hết bánh tiêu rồi. Rồi gặp sau rồi, bye bye.